Như tin chúng tôi đã đưa trước đó, sáng ngày 1 tháng 7, người dân phát hiện nước suối Bắc chảy qua địa bàn xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp bất ngờ xảy ra tình trạng đục vàng. Khi xuống suối kiểm tra, người dân phát hiện nhiều loại cá trong suối chết hàng loạt. Để tìm nguyên nhân, ngày 2 và 3 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập đoàn đi kiểm tra tại suối Nậm Huống từ xã Châu Cường lên đầu nguồn nước chảy. Qua đó, lực lượng chức năng xác định nguồn gốc phát sinh nước thải có dấu hiệu ô nhiễm là điểm cuối đầu nguồn, là từ khu vực mỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An. Được biết, cách đây gần một tháng, Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An 250 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 4,5 tháng vì có hành vi vi phạm. Từ cuộc kiểm tra trên, đoàn đã lập biên bản kiểm tra hiện trường, trước mắt yêu cầu công ty chấp hành nghiêm chỉnh công tác bảo vệ môi trường, tuyệt đối không để bùn thải, nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Giải trình nguyên nhân có các vệt và bùn màu đục vàng sẫm xuất phát từ khu vực miệng cống thoát nước của công ty. Thời gian giải trình trước ngày 4 tháng 7 năm 2024, đề nghị công ty phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu giám sát môi trường đối với các khu vực được chỉ định để làm rõ việc nước thải và bùn thải công ty thải ra môi trường. Hiện tại các ngành chức năng điều tra xác minh thu thập chứng cứ sớm làm rõ nguyên nhân xử lý vụ việc theo quy định.